Chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chơi con Jon. Mình thấy con Jon là mạnh nhất ở trong chế độ 10v10. Tại vì nó được cường hóa kỹ năng. Nội tại là có thể vừa di chuyển vừa bắn. Kill 1 thì là tạo ra 3 tia. Tạo ra 3 cái vòng choáng. Kill 2 thì cũng được cường hóa. Và ulti thì mình thấy cũng như vậy thôi. Nhưng mà rất là mạnh. Có thể là ăn mega kill nổ lên. Rồi. Và để đầu tiên để Jon có thể đạt được sức mạnh của mình thì anh em sẽ lên cho Jon là kiếm Fenrir. Anh em đứng một chỗ để tích đủ đủ nội tại xong bắn thôi. Hay quá anh em ơi. Thôi, mình sẽ không đẩy trụ mà mình xuống đây ăn mạng. Rồi, ngon rồi. Tuyệt vời anh em ơi, giết luôn. Qua đã kinh rồi. Ulti lên lên mid kiếm ăn kiếm mạng. Hay quá em ơi. Mình lên luôn một cái. Nào. Thôi rồi. Mình ham quá. Anh em ơi, giết đi. Hay. Thôi, Kret ơi. Ulti lên trên top này được hỗ trợ luôn. Thôi xong rồi, đẩy hết đi rồi. Vừa rồi mình hơi sung anh em ạ. Gì đây? Mình sẽ lấy luôn cái trụ này. Ulti giết Natalia. Thôi trượt rồi anh em ơi. Bắn trụ cũng thấm anh em ơi. Mình thấy chơi Jon này cực kỳ mạnh. Ổn rồi, vừa đánh vừa lùi. Mình hết mana chứ không. Ăn đủ hai mạng rồi. À không sao, vẫn ăn được mạng. Mình sẽ lên bùa đỏ đã.
đang cái ulti nó đang bị làm sao đấy. Mình sẽ lên ngay một đồ xuyên giáp. Rồi. Khổ quá anh em ơi. Ulti giết Tulen luôn. Rồi. Tí mình sẽ lên tiếp một cái đồ hút máu. Mình sẽ lên cái cung tà ma anh em ạ. Tại vì John này cũng cần khá nhiều là chí mạng. Lên một đồ hút máu và mình ra mid ăn mạng đây. Rồi ok. Để dành ulti và ăn mạng. Rồi. Mình vét hết mạng rồi. Ulti làm gì boss này. Thôi xong. Tại vì con Mina này nó được cường hóa kéo rất xa. Mina cường hóa kéo rất xa anh em ạ. Mình đứng khoảng cách như vậy rồi mà vẫn bị. Mình sẽ lên tiếp một cái đồ. Lên cái kiếm. Thánh kiếm. À. Được hỗ trợ chưa? Ăn rồi. Để mình tăng hút máu cực kỳ nhiều luôn. Sorry anh em, mình có điện thoại. Nhưng mà đang vào trận thì tí nữa mình mới. Tí nữa mình gọi lại cho người ta tại đang quay. Rồi, rất khỏe anh em ơi. Bây giờ là có thể là mình 1 cân 3, cân 4 rồi. Ok. Hút máu cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Tanh mình giết chết hết. Nào. Rồi anh em ơi. Hôm trước thì mình chơi theo ăn nát thì mình thấy là nó là tướng mạnh rồi, nhưng mà bây giờ mình thấy Zone mới là tướng mạnh nhất. Mega kim rồi anh em ơi. Hay quá anh em ơi. Rồi, anh em thấy hay thì ủng hộ cho mình một like nhé. Một subscribe. Để mình làm tiếp các video hay. Xem kết quả trận đấu xem thế nào. Đây.
Mình đang được nhất đây, được mega kill, hay quá. Mình sẽ chụp một bức ảnh. Ồ, mình quay lại mất rồi các bạn ạ. Và thôi, xin chào nhé. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo.